Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận bán kết đầu tiên giữa hai chiến đội chơi cho vui với lại chiến đội vui chơi, và chúng ta sẽ với hình thức bò 3 chạm 2 win anh em ơi. Và tí nữa khả năng sơ đồ anh em xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi ngay bây giờ. Có vẻ như là một nghe mi, một con lông đao đang giao tranh với một con lông đao tuấn cùi bắp, ai một con lông bùa chứ, kèm với một thiếu lâm mà. Ai cha, phải không ta? Nhưng là khả năng xem mọi người. À đúng rồi, một bên là con lông đao, bên là thiếu lâm nguyên, một bên là nghe mi và một bên là con lông đao. Có vẻ như hai bên chúng ta đều có một ạc là con lông đao mỗi bên. Hiện tại tướng của Mỹ là Thiếu Lâm Quyền nha anh em. Cho anh em xem trong thời gian đam này thì cho anh em xem. Thì vì trong trận đấu này thì chúng ta có thể xem được tướng cùi mía. Nói chung là trong trận đấu này đánh Thiếu Lâm Quyền. Sở hữu một gia truyền khác tất cả 20 không bằng 25. Sinh lực và thời gian chúng độc. Hello Liên Nghĩa, hello Vi Trần. Hello tặng mùa tất cả anh em. Một anh đón kháng họ cho 40. Áo thổ kháng banh. Bao tay kháng lôi sinh lực ngộ lực. Ngọc bòi kháng lôi sinh lực ngộ lực. Nhẫn làm chạm 40. Đây lưng làm chạm 40, phòng thủ 25. Và nhận chón. Và giày chón 40. Nói chung là set đồ này thì chón 120 chón như nào. Đó, lượng làm chạm được 80. Và bên Thiên Vương Bang, ông tên Thiên Bang Quỷ Bắc như này, tuy là tên Thiên Bang nhưng mà ông là con lông đao nha anh. Ông là con lông đao nha anh. Nói chúng ta là diễn ra hơn 1 phút vẫn có chưa gì thay đổi này mà. Vẫn chưa thay đổi. Đây set đồ con lông đao. Kim cho chuyện kim. Áo kim à, vũ khí tóc 30 bằng sáng 100 chống 40. Và nón thủy kháng hỏa 25-40. Giày mọc 40-30. Nhẫn trên mọc. Bao tay phòng thủ làm chậm. Ngọc bòi kháng lôi. Nhẫn làm chậm và đai lưng phòng thủ 25. Chung là ở trong trận đấu này thì chúng ta vẫn với hình thức đó là thì đấu với hình thức đồng cấp 130 và đồng đồ mắt ộp hoàn toàn nha anh em. Đồng đồ mắt ộp hoàn toàn và anh em tự build đồ cho anh em nha. Cho đến bây giờ thì chúng ta đã cho vào 2 phút. Hello Thúy Vy. Tem phong bụi chắc vô địch rồi á. Cái này vẫn chưa biết được anh em ơi. Vào bên trong này thì vẫn chưa biết được. Và tại vì là 30 chưa phải là tốt. Với lại là tất cả các chiến đội bên trong không biết có đường môn hay không. Nếu có đường môn thì Thiên Bang sorry là Công Lôn sẽ rất khó mà trụ trong những trận đấu như thế này. Nhìn trên bản đồ cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy thì những giây phút đầu tiên, những phút đầu tiên cho đến bây giờ thì Thiếu Lâm Tuấn Cùi Bắp luôn luôn hoàn toàn dưới áp đảo vướng của cô lông đao Phan Bụi và đam những đam đoàn đam hàng lông, làm cho Phan Bụi rất khó mà thở nào mà nhấc tay. Còn bên ngoài này thì Thiên Bang Cùi Bắp nôm 1 đang vẫn 100% cách bùa lên hướng nghe mi chùm má mi, cũng như là đam mặc định hoàn toàn 100% hướng của nghe mi. Trong trận đấu này thì anh em dự đoán là Phan Bụi có thể lên ngôi. Nhưng mà Khải cảm giác rằng trong trận đấu này thì chiến đội của Phan Bụi đang gặp rất là nhiều khó khăn. Bên Thiếu Lâm thì anh ta thường xuyên bắt những pha sư tử thống để có thể làm chón cao thủ Phan Bụi cũng như là nghe mi chùm má mi. Đó anh em thấy chưa. Và sau khi bắt chón thì những đoàn hàng long này đang tỏ ra một cách khá là hiệu quả. Áp sáng, áp sát, bắt chuẩn khá là chuẩn, làm cho con lông Phan Bụi phải di chuyển liên tục. Nếu mà trong tình huống Phan Bụi hết thở lực, chắc chắn anh em rằng Phan Bụi mà hết thở lực thì chỉ còn một điều, đó là chỉ một đứng yên một chỗ cho Thiếu Lâm Hàng Long dầm mà thôi. Đây cũng là một trận đấu khó cho Phan Bụi nha anh em, không phải đơn giản đâu mọi người ơi. Chúng ta đã cho qua gần 2 phút 30 giây. Chúng ta chỉ còn hơn 2 phút mà thôi. Hello anh em, hello người anh em đang xem, đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ anh em. Và hiện tại anh em đang xem trận bán kết đầu tiên của giải đấu song tuyệt sát thủ Liên Server của team chơi cho vui với lại chiến đội chơi vui ở đây. Đúng không? Chiến đội vui chơi. Một đội là chơi cho vui, một đội là vui chơi anh em. Hai người đều là chơi cho vui thôi. Nhưng mà đã lọt thẳng vào vòng bán kết 1 rồi, khá là xuất sắc. Cho nên chúng ta còn hơn 2 phút. Đây là những giây phút cuối cùng, 1 phút 30 giây. Chúng ta đang thấy rằng sự giữ chân đến từ vị trí Tuấn Cùi Mía
một trong những thủ lâm quyền giữ chân đánh khá là tốt, làm cho Phong Bụi không thể nào nhấc tay được thường xuyên em ạ. Bên ngoài thì nghe mi chùm má mì đang cố tiếp cận giao tranh với anh Cô Long Đao Tuấn Cùi Bắp. Nghe mi không chết thì cũng thua đam, đúng rồi Thế Vi ơi. Đúng rồi, trận này Phong Bụi không ổn rồi. Nếu mà không có thúc được ai thì Phong Bụi cũng có thể thủ đăng. Rất khó quy đường đăng. Đúng rồi, vô tới phòng này thì chỉ có thể là kết thúc thôi nè. Kết thúc lượng đam cho đỡ, một giết được một mạng hơi khó. Tại vì hai mỗi bên đều có con lồng đao và đều sở hữu một dòng 12X. Thì Khải nghĩ trong trận đấu này thì những lồng đam của anh Thiếu Lâm cũng như là những lồng đam của tất cả thành viên trong ngày hôm nay chỉ là có thể là giữ chân đến những phút cuối cùng mà thôi. Anh em đang xem thì quên cho một like nha anh em ơi. Chúng ta còn hơn 40 giây. Trận này khó cho Phong Bụi đây. Giữ chân như thế này Khải cảm giác rằng Phong Bụi sẽ bị chắc chắn là thủ đam rồi. Rồi có vẻ như Phong Bụi đã hết thời lực. Phong Bụi hết thời lực rồi. Rồi kiểu này là chắc chắn là tay chiến đội Phong Bụi thua đam rồi anh em ơi. Anh em thấy vậy với những đòn hàng long nó dậm khá là hiệu quả anh em. Rồi ok, xin chúc mừng chiến đội như vừa đó thì Phong Bụi thua nha anh em. Chiến đội Tơ Vơ Bơ của Bắp Nô 1 đã win nha anh em. Với lượng đam thì bên chiến đội anh Thiếu Lâm thì dính 134k, bên Phong Bụi dính 181k, thua đến hơn 50k điểm lần em ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến round thứ hai nha anh em. Anh em đang xem đừng quên để lại một like chia sẻ cho nha anh em ơi. Và kết quả ở round đầu tiên thì chúng ta xin 1-0 dành cho chiến đội Vui Chơi. Và round thứ hai chuẩn bị sẽ motor vào trong tiếp tục nha anh em. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với round thứ hai giữa chiến đội Chơi Cho Vui với chiến đội Vui Chơi. Trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội Vui Chơi đó là chiến đội Tuấn Cùi Bắp với lại Tuấn Cùi Mía với lại Cùi Bắp No 1 đã win 1-0. Và bây giờ trong trận đấu này chúng ta cùng xem lại sơ đồ của hai cầu thủ Phong Bụi là chùm má mì. Phong Bụi là một con lông đao luôn nha anh em. Tóc 30 bằng 6-100, chỏ 40, nón kháng độc, áo kháng độc phục hồi, dây chuyền kháng độc kháng cả 20, đai lưng kháng độc, nhận kháng độc. Tính ra sẽ đồ này từ đầu đến cuối không cái gì thay đổi nha anh em. 5 món kháng độc và bao tay phòng thủ 500, ngọc bội 500, nhận kháng lôi và dây tóc kháng lôi mắt ộp hoàn toàn. Và đây là nghe mi anh em ơi, nghe mi chùm má mi. Má mi chùm má mi đang sở hữu cây bằng sắt nồi công 200, chọn 40, kháng lôi 30, kháng độc kim phục kháng tất cả kháng độc. Trận đấu chúng ta chưa thấy bắt đầu. Nhận thủ, đai lưng thủ, bao tay phòng thủ lấy làm chậm, nhẫn mọc, dày mọc và ngập bội làm chậm 40. Và trận đó chúng ta chính thức bắt đầu. Và sau khi bắt đầu thì các việc còn lại thì hai anh Công Lôn đã kịp thời kết bù hoàn toàn lên các đối phương. Và chúng ta đang chờ đợi liệu Phong Bụi và chùm má mì trong round thứ hai này có thể gỡ gạt được trong trận round đấu đầu tiên hay không. Ở trong round đầu tiên đã thua 1-0. Như trong trận đấu thứ hai này thì cao thủ Phong Bụi vẫn bị dính đòn đam đến từ vị trí của anh Thiếu Lâm Tuấn Quy Mía. Một trong những Thiếu Lâm đánh những đòn hàng long 1X trong một skin 1X. Một trong những skin sơ khai của các anh em cày game Nhỏ Lâm. Đó, tuy nó là 1X thôi nhưng mà nó rất là hiệu quả anh em ơi. Trong những trận đấu như thế này thì Thiếu Lâm có thể bắt dính một đối phương, còn lại một ạc bên kia cũng có thể giao tranh người còn lại rồi. Chúng ta thấy rằng sự cover đến từ vị trí anh Công Lông Đao Cùi Bắp No 1 cũng đang dần đam mạnh với cuộc Phong Bụi. Như Khải dự tính ở trong trận đấu đầu tiên thì chỉ việc Công Lông Đao Phong Bụi bị hết thể lực đi thì chắc chắn mình em một điều rằng chiến đội Phong Bụi không thể nào win được rồi. Nhưng em cũng có nhiều em dự đoán rằng nếu mà kết thúc được Thiếu Lâm thì có thể được win, cái đó là một cái điều chính xác. Nhưng mà đỡ kết thúc Thiếu Lâm trong tình huống đẳng cấp 130 max skin 12 như thế này thì Khải nghĩ lượng máu của Thiếu Lâm khá là cao, không thể kết thúc được đâu anh em ơi. Hello Yabi nha, server này là server liên server đó anh em, nên là thi đấu đồng cấp 130 và đồng đồ max pin hoàn toàn anh em, đồng đồ max pin và anh em tự lọc, nói chung là cứ lọc hình xuôi anh em ơi. Anh em thích mạnh mang đồ như thế nào thì anh em tự lọc hở theo đó thôi. Tại vì ở server này đồng cấp đồng đồ thì mắt pin hoàn toàn, không có gì bị min nhà cả nha nè, mắt hoàn toàn nha mọi người. Và anh em đang xem trận bán kết đầu tiên và đây là round đấu thứ hai. Liệu trong trận đấu này thì Phong Bụi với lại chùm má mì sẽ làm gì?
Nhìn sơ qua thì chúng ta vẫn đang có thể biết được sự khó khăn của chiến đội phân bụi cho đến bây giờ. Đã trôi qua hơn 2 phút, vẫn không thể nào mà có những luồng đam chí mạng đến một đối phương nào cả. Nhìn vào sơ qua chúng ta đang thấy rằng anh con long đao tấn quy bắp thì vẫn đang hoàn toàn đam mặc định hoàn toàn về hướng của anh ngày 10 chùm má mi. Còn bên lại tấn quy mía thì đang dí hoàn toàn về hướng của con long đao phân bụi, đang cố gắng giữ chân phân bụi một cách cực kỳ tốt. Và đây là pha chủ đạo đến từ vị trí của hai người và đang đam mạnh về hướng của phân bụi. Phân bụi đang ăn những đòn đam khá là đau. Mở cây máu quá, hiện tại bây giờ mở cái máu lên thì nó bị che màn hình em đó. Thì mở cái máu này ok, nhưng mà nó bị che màn hình của anh em, nó khó chịu lắm anh em. Nên đó, đó là mở cây máu nè. Tại vì là vào trong này là Khải ẩn thân anh em, ẩn thân nên là không xem máu được. Giờ Khải mới bật màu lên là Khải thấy máu được, nhưng mà đối phương đánh chết Khải anh em. Mấy người kia đánh chết Khải là không chấm nè. Đó ví dụ mở máu được nhưng mà nhìn nó tù lắm nè. Đó. Rồi chúng ta cứ ẩn máu đi nè. Hello mọi người, hello anh em nha. Đội Thiếu Lâm vô chung kết mới hấp dẫn. Đội kia hai hợp mộc nè. Trời, đội kia hai hợp mộc Thiếu Lâm vô là quá chuẩn rồi nè. Nếu Thiếu Lâm ăn trong trận đấu này vào chung kết là quá tuyệt vời rồi. Hiện tại anh em đang xem giải đấu song thiệt sát thủ liên server nha anh em. Anh em lưu ý là liên server. Thì tất cả ở trong này chúng ta có 5 server nha mọi người. Và sau khi kết thúc 4 ngày thi đấu liên tục, vòng như là kết thúc vòng 8 đội vòng tứ kết ở dòng ngôi, thì đây chúng ta đã trở lại với trận bán kết. Và đã có 4 chiến đội lọt vào vòng bán kết này. Và trong trận bán kết đầu tiên này thì có sự có mặt của chiến đội chơi cho vui với chiến đội vui chơi. Đó, hiện tại hai chiến đội này nếu chiến đội nào win thì sẽ vào thẳng trận chung kết tranh nhất nhì anh em. Còn chiến đội nào thua thì sẽ ở lại tranh 3-4 anh em ơi. Và trong trận đấu này thì cũng như trận đấu đau đấu đầu tiên, Khải cảm giác rằng chiến đội phân bụi đang cực kỳ khó khăn. Đỡ mà kết thúc được một Thiếu Lâm hoặc là một con long đao thì Khải thấy trong trận đấu này cực kỳ khó. Chưa nói đến là bên Nga My Chùm Má My là một trong những phái kỳ hợ của anh con long đao của Bắp Nô 1. Và việc còn lại thì chúng ta cũng đã biết kết quả rồi. Chúng ta còn hơn 1 phút 20 giây thôi. Nếu trong trận đấu này vẫn không kết thúc được 1 trong 2 thì chắc chắn anh em rằng chiến đội phân bụi sẽ tiếp tục lại thu đam cho mọi người. Tại vì trong trận đấu đầu tiên thì đã thua đến hơn 50k đam lận mọi người. Thua đến hơn 50k đam lận anh em. Hiện tại chúng ta đang thấy rằng những đoàn hàng lông của anh Tuấn của Mía đang tỏ ra một cách hiệu quả cực kỳ tốt. Bét cực kỳ dính luôn em à. Chúng ta còn hơn 60 giây. Phong bụi là Chùm Má My là một trong những cao thủ lên hạng quán quân. Lên hạng quán quân của cùng mấy chủ nội server nha anh em. Ở vòng liên server này thì nếu trong trận đấu này thua nữa thì đây là một trận đấu khá là đáng tiếc. Ở nội server thì anh ta lên ngôi quán quân hạng 1. Và vòng này không biết trận bán kết này sẽ ra sao. Cảm giác rằng trận bán kết này rất khó win dành cho chiến đội Phong bụi cũng như là Chùm Má My. Chúng ta còn hơn 20 giây. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem ngay bây giờ kết quả sẽ được ngay màn hình khác của chúng ta. Còn hơn 10 giây và trận đấu chúng ta kết thúc. Ở trong trận đấu này thì cái sự khác biệt của chúng ta đó là chiến đội phân bụi đã giành chiến thắng cho mình 1-0. Xin chúc mừng. Trận đấu này thì không biết là hai chiến đội đánh như thế nào mà chúng ta đã cảm giác rằng lượng đam của chiến đội Tuấn Cùi Mía và Tơ Vơ Bơ Cùi Bắp Nô 1 không được hiệu quả như trong trận đấu đầu tiên. Trong trận đấu đầu tiên thì có sự cách biệt của dành cho chiến đội Thu Lâm lên đến hơn 50k điểm. Và trong trận đấu này thì họ lại bị thua ngược lại 3k đam. Đây là một trận đấu khá đáng tiếc. Và chúng ta đã có một trận đấu win dành cho chiến đội phân bụi là cùng như là Chùm Má My 1-0. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến trận ra đấu thứ 3. Sẽ là ra đấu chung cuộc, sẽ quyết định trận bán kết 1 này ai sẽ lọt vào trận tranh chung kết. Quá hay anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi hai bên chờ đợi xem như thế nào. Ở trong trận đấu đầu tiên thì chiến đội Thiếu Lâm đã win hoàn toàn. Không biết làm gì, tự nhiên xin phép tài tỷ một phát. Xin phép tài tỷ một phát thua lượng đam luôn anh em à. Trong trận đấu thứ hai này đã thua đam anh em ơi. Khá đáng tiếc.
Hơn 3k đam mê hay thật, xem đánh giải như thế này mới phế mũ em mờ mũ. Ok ok quý ơi, trận đấu quá hay. Mình cứ nghĩ là bên chùm và bên phong bụi là chùm máu mì lại thua đam tiếp tục nè. Không ngờ là bị thua. Như là anh em cũng đã biết thì trong đấu đầu tiên Khải có nói thì chiến đội bên Thiếu Lâm với lại Cùi Bắp No 1 win tuyệt đối lên đến 50k đam anh em à. Đó. Mà không biết ở trong đấu thứ hai tại sao anh ta lại xin 5 phút cho tỷ. Và tại tỷ xong thì trong đấu thứ hai lại thua ngược lại 3k đam. Khá là đáng tiếc. Và bây giờ trong trận thi đấu chung cuộc đó là đấu thứ ba thì bên chiến đội Tơ Vơ Bơ Cùi Bắp No 1 họ là xin tiếp tục tài tỷ. Không biết đây là một trong đấu thứ hai chắc là họ đã mắc sai lầm anh em à. Và chúng ta cùng chờ đợi một chút nha. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với đấu thứ ba giữa hai chiến đội chơi cho vui với chiến đội vui chơi. Trong đấu thứ hai thì chúng ta có sự tài tỷ đến từ vị trí của anh Tơ Vơ Bơ Cùi Bắp No 1 làm con lông đao. Có vẻ như là pha tài tỷ đó của trong đấu thứ hai đi vào lòng người. Anh ta đã hoàn toàn thất bại, thua 3k đam. Một pha thua 3k đam khá là tào lao biết đâu. Và bây giờ ở trong đấu thứ ba này anh ta cũng đã tài tỷ lại tiếp tục rồi. Liệu trong đấu thứ ba này sự may mắn có còn đến cho chiến đội phân bụi với lại ngày mới chùm máu mì hay không? Và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau vài giây nữa nè. Liền kêu bia free nha Gia Bi ơi. Tất cả cả mấy chủ này đều liền skin bia nha, bia free nha. Và đều có bãi free cho anh em luôn. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu. Trận đấu này chúng ta đã thấy rằng phân bụi đang di chuyển nhánh ngựa, có vẻ như là đang có quán câu đam, chưa muốn giao tranh thì phải. Và anh ta cũng đã chính thức xuống ngựa. Trong trận đấu này chúng ta thấy rằng anh Thiên Bang Cùi Bắp No 1 đó là Cổ Long Đao kèm với Tuấn Cùi Mía đang hoàn toàn chủ trương đam mặc định về hướng của anh Côn Lôn Phân Bụi hoàn toàn 100%. Có vẻ như đang thả nghe mì mình ngồi đang đam một cách khá tự do. Chúng ta thấy rằng có một sự khôn khéo đến từ Côn Lôn Phân Bụi. Anh ta biết được sự dí đến từ vị trí của anh Thiếu Lâm thì anh ta luôn áp sát về hướng của anh Côn Lôn Đao Cùi Bắp No 1 để có thể nghe mì mình có thể chụp một lúc hai mục tiêu. Đây cũng là một trong những sự khéo léo của cầu thủ Phân Bụi. Anh em có thấy gì chưa? Cứ bị dí đam thì Phân Bụi lại ôm hẳn về hướng của anh Côn Lôn bên đối phương đỡ thở nghe mì mình đam một lần hai người. Đó đông là một sự khéo léo của anh Phân Bụi này. Chúng ta đã trôi qua hơn một phút. Bên ngoài thì nghe mì chùm má mì đang đam một cách khá tự do, không có sự khó khăn nào đến từ vị trí của Côn Lôn cả. Như trong trận đấu đầu tiên thì anh Côn Lôn Cùi Bắp No 1 đam hoàn toàn 100% về hướng của anh Côn Lôn nghe mi chùm má mi, thì trong trận đấu thứ ba này anh ta lại đam ngược về hướng của Phân Bụi rồi. Không biết trong trận đấu thứ ba này có hiệu quả hay không, nhưng mà chúng ta đang thấy sự di chuyển rất khéo léo đến từ vị trí của Côn Lôn Phân Bụi rồi anh em ơi. Anh ta luôn bị đam và anh ta phải di chuyển áp sát vào hướng của Côn Lôn đối phương để nghe mi bên mình có thể chùm một lúc hai người. Đó nè, thấy chưa, chùm một lúc hai người, em thấy chưa? Nghe mì đang đam một cách khá tự do. Theo khai dự tính thì nếu mà anh Côn Lôn Cùi Bắp No 1 bỏ hướng Côn Lôn đi, bỏ hướng Côn Lôn Phân Bụi đi, đam mạnh hướng nghe mì đi, chắc chắn Khải thấy sẽ có luồng đam tốt hơn em à. Tại vì nghe mì dù gì đi nữa cũng là một phái kỳ hợp của mình. Đam nghe mì nhiệt tình cho em là em nghĩ lượng đam sẽ dành cho mình hoàn toàn ok mà thôi. Còn bên Phân Bụi thì có anh Thiên, có anh Thiếu Lâm Hàng Long giữ chân rồi, còn việc gì phải ngại nữa nam, đúng không nam? Trận đấu chúng ta đã cho qua 3 phút. Hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang thấy rằng anh Côn Lôn Đao Cùi Bắp No 1 vẫn đang chủ trương đam vào hướng của Côn Lôn Phân Bụi. Hai người đang tập trung vào hướng của Côn Lôn Phân Bụi khá là nhiều. Và bên ngoài thì nghe mì chúng ta thấy rằng nghe mì chùm má mì đang có một khoảng không gian rất là rộng rãi mà có thể đam một cách khá là tự do. Những luồng đam của nghe mì cho đến bây giờ thì đang được diễn ra khá hiệu quả. Hello An Linh Sen Server nha. Hello anh em.
Anh em thấy vậy chứ, những đoàn hạng lâm của anh Thiếu Lâm đang diễn ra khá là hợp lý, anh em, khá là hiệu quả nha anh em. Chỉ việc giữ chân phòng bồi lại thôi, việc còn lại anh em ơi bên kia công lô bên này xử lý là ok anh em. Nếu mà thả tay anh em ơi chùm M10 ra thì đây là một trận đấu rất khó đấy. Không nên thả tay anh em ơi ra anh em ơi. Chụp anh em ơi lại. Chúng ta còn hơn 2 phút anh em, chúng ta còn hơn 2 phút. Hello, hơn 100 anh em đang xem trên kênh YouTube của Khả anh em ơi. Hiện tại anh em đang xem trận bán kết diễn ra của giải đấu song tuyệt sát thủ Liên Server giữa hai chiến đội chơi cho vui. Với chiến đội vui chơi, hai chiến đội này chúng ta đã có một đều nha anh em, đã có một đều. Và bây giờ đây sẽ là trận đấu chung cuộc, trận đấu thứ 3. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu chiến đội nào sẽ win và sẽ lượt lọt vào trận tranh chung kết nhất nhì ngày hôm nay. Và đội thua sẽ ở lại tranh 3-4 anh em ơi. Nhiều anh em đang dự đoán rằng Công Lô là anh em ơi đang ăn hơn đam. Đó là một pha dự đoán thôi anh em ơi. Chúng ta có thể biết được kết quả sâu hơn 1 phút 20 giây nữa mà thôi. Công Lô châu thế đánh hồi không thấy lượng, không thấy nổi lượng nghi 17x đã. Ở tầm này Công Lô 17x mà tầm này đồ mắt pin sinh lực nội lực khá là nhiều anh em ơi. Đỡ mà bung 17x của Công Lô mình phải thấy khá là khó. Chỉ có một là nem độc, hai là đường môn thì may ra mới bung được 17x nhanh thôi anh em ơi. Tầm này mà đỡ áp sát bung 17x khả thấy rất là khó đấy. Nếu mà trong trận đấu này mà Thiên Bang với lại anh Công Lô đau, sorry anh em, anh Thiếu Lâm với lại anh Công Lô đau thua thì đây là một trận đấu cực kỳ quá đen quá nhỏ cho anh ta. Và cũng như là Phong Bụi là một trong những cao thủ di chuyển khá là hợp lý. Anh em thấy từ những giai đoạn đầu cho đến bây giờ không, Phong Bụi luôn luôn bị dính những đòn đau đến từ vị trí của anh Thiếu Lâm Tấn Quỳnh Mía. Nhưng mà anh ta đang cố gắng tìm một vị trí cũng như là áp sát vào hướng của Công Lô đối phương để có thể nghe mình đang một cách tự do hai người một lúc. Đó cũng là một pha cover khá là tốt đến từ vị trí của anh Công Lô Phong Bụi. Chúng ta còn 20 giây để biết được trận đấu này liệu Luân Đam sẽ dành cho ai. Luân Đam win chiến thắng thì dành cho ai đây? Đây là những giây phút cuối cùng. Và xin chúc mừng chiến đội Thiên Quân Bang. Sau đây Nam đúng rồi, Tơ Bơ Bơ Cùi Bắp nơ 1. Mình có đọc nhầm anh em, anh này là Công Lô Đao nè mà ông đặt cái tên mình mà cứ nghĩ là Thiên Quân Bang. Rồi ok, xin chúc mừng chiến đội Thiếu Lâm và Công Đao win nha anh em ơi. Và đã có cho mình 2-1 và là chính thức lọt trận tranh chung kết được diễn ra tối ngày hôm nay luôn. Rất là tiếc dành cho chiến đội Phong Bụi trong trận đấu này chỉ thua khoảng hơn 17k đam mà thôi. Trận đấu đang được diễn ra khá là hay. Rất là tiếc dành cho chiến đội Phong Bụi và Nga Mi chùm má mi. Đây là một trong những cặp đấu đang được đánh giá khá là cao trong ngày hôm nay. Nhưng mà rất đáng tiếc đã bị thua và đã bị loại chỉ ở lại tranh 3-4 mà thôi. Rất đáng tiếc này em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến và chúng ta xin chúc mừng chiến đội vui chơi. Đã win 2-1, xin chúc mừng vào trận tranh chung kết nhất nhì.